Bây giờ là pha Santo vô cùng đẳng cấp của bác tài xế trẻ các bạn nhé. Tài xế rất là trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm lái xe thì nó phải là đây mình. Mạnh ơi, còn thua. Được đấy. Ra lùi phát nữa các bạn nhé, lùi phát nữa thì nó mới ok. Con này xe nhẹ chắc là bốc được lên đấy. Tài về tạo cái địa bàn mới để lùi các bạn, chỗ này nó kê quá không lên được. Đây là cái ao cá trong trang trại các bạn nhé. Ở video trước thì các bạn có bảo rằng là san lấp để bán mặt bằng. Thực ra thì chủ ao cá lấp bớt ao vào để có cái dự án khác các bạn. Ôi mày ơi, mày rửa đi chỗ khác mà. Hôm nay các bạn cùng với tôi theo chân hai bác xe ô tô tải Hoa Mai đến công trình san lấp mặt bằng các bạn nhé. Đến chiếc xe ô tô tải Hoa Mai rất là mạnh mẽ. Trong dòng này giới thiệu các bạn chiếc máy xúc
Dosan Dix 60R, một công trình vét cái đường ở đây để xe vừa kèm mới các bạn nhé. Ngày xưa các ba học cùng còn ở đây đi. Cảm giác ngồi trên khoang cabin của em rất là phê luôn. Nó lại đòi tiền rồi. Giờ chuyển đến đâu thế? Về đại lúc. Bạn của tôi một chuyến khởi hành rất là xa. Hai bác tài xế chờ đợi nhau cùng về các bạn nhé. Bác tài xế còn rất là trẻ tuổi luôn. Giờ là chuyến khởi hành rất là xa của hai bác tài xế.
tài xế chúng ta lớn với nhau. Tiếp theo là bác tài xế thứ hai. Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi một chặng đường rất là xa. Bây giờ là pha Santo của bác tài xế đồ bên xuống ao các bạn nhé. Chiếc xe được trang bị thống phanh lúc đi. Bác tài xế chúng ta có quả Santo rất là đẹp nhé. Lên đây sếp. Tiếp tục vào quả lùi nữa cho nó phi hẳn ra xa các bạn. Hai bác tài xế ngày hôm nay vượt khảo khá là nhọc mới được một chuyến các bạn nhé.
và giờ là phà sàn tô vô cùng đẳng cấp của bác tài xế trẻ các bạn nhé. Tài xế rất là trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm lái xe thì nó gọi là đầy mình, mạnh lên. Còn thua. Được đấy. Đây, lùi phát nữa các bạn nhé. Lùi phát nữa thì nó mới ok. Con này xe nhẹ chắc là bốc được lên đấy. Tạo cái địa bàn mới lùi các bạn, chỗ này nó kê quá không lên được. Đây là cái ao cá trong trang trại các bạn nhé. Ở video trước thì các bạn có bảo rằng là sàn lấp để bán mặt bằng. Thực ra thì chủ ao cá lấp bớt ao vào để có cái dự án khác các bạn. Ôi đi về, về rửa đi, chở cát mà. Chở cát mà. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Mình xin kết thúc video đây, video khá là dài rồi. Lượt hành trình của hai bác tài xế khá là gian truân đến công trình của bên. Đây các bạn quan sát hai bác tài xế ô tô tải Hoa Mai, rất là gấu. Tạm biệt các bạn nhé, hẹn gặp lại những video sau.